Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng? Hồi hướng về đâu? Lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát an trụ và tinh tấn Bà La Mật Đa, gồm cả tịnh lự Bà La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ và tinh tấn Bà La Mật Đa không thấy bố thí cho đến bát nhã Bà La Mật Đa là danh sự tánh tướng, không thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là danh sự tánh tướng, cho đến không thấy trí nhất thiết trí là danh sự tánh tướng, cũng không thấy tất cả pháp là danh sự tánh tướng. Trong tất cả các pháp, không có niệm về tướng, không chấp trước, lời nói đi đôi với việc làm, lại đem căn lành diệu tuệ này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng? Hồi hướng về đâu? Lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát an trụ và tinh tấn Bà La Mật Đa, cùng cả bát nhã Bà La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát an trụ và tịnh lự Bà La Mật Đa gồm cả bố thí cho đến bát nhã Bà La Mật Đa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ và tịnh lự Bà La Mật Đa thực hành tài thí pháp thí cho hữu tình, nghĩa là lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tướng, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, nói rộng cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ, Đại Bồ Tát ấy đem tâm không tán loạn mà giảng nói chánh pháp về sự hành tài thí pháp thí cho các hữu tình. Đại Bồ Tát ấy tự mình hành tài thí pháp thí, cũng thường khuyến hóa người khác thực hành tài thí pháp thí, thường khen ngợi pháp hành tài thí pháp thí một cách đúng đắn, luôn luôn hoan hỷ khen ngợi người thực hành tài thí pháp thí. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này không cầu địa vị thành phần độc giác, chỉ đem căn lành bố thí này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng? Hồi hướng về đâu? Lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát ấy an trụ và tịnh lự Bà La Mật Đa, gồm cả bố thí Bà La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ và tịnh lự Bà La Mật Đa thọ trì tịnh giới, không bao giờ có tâm tương ứng với hành động về tham sân si và hại, cũng không có tâm tương ứng với hành động về san tham, tật đố, phá giới, chỉ luôn phát sanh tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, lại đem căn lành tịnh giới này không cầu địa vị thành văn độc giác, bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng? Hồi hướng về đâu? Lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Bà La Mật Đa, gồm cả tịnh giới Bà La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Bà La Mật Đa tu hành an nhẫn, quán sắc như đống bọt, quán thọ như bóng bóng, quán tưởng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức như việc huyễn hóa, khi quán như vậy đối với năm thủ uẩn luôn hiện quán về tưởng không bền chắc, lại nghĩ các pháp đều là không, nó lìa ngã và ngã sở, sắc là sắc của ai, thọ là thọ của ai, tưởng là tưởng của ai, hành là hành của ai, thức là thức của ai, khi quán như vậy lại nghĩ các pháp đều không, không có ngã và ngã sở, thì ai cắt chặt, ai bị cắt chặt, ai hủy nhục, ai bị hủy nhục, ở trong đó ai nổi sân hận, Bồ Tát nương vào tịnh lự như vậy, khi quan sát thật kỹ thì an nhẫn hoàn toàn, lại đem căn lành an nhẫn này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng? Hồi hướng về đâu? Lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Bà La Mật Đa, gồm cả an nhẫn Bà La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Bà La Mật Đa, siêng năng tinh tấn, lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, nói rộng cho đến nhập vào thiền thứ tư. Khi Bồ Tát tu tịnh lự như vậy, đối với các tịnh lự và chi tịnh lự đều không chấp trước, phát sanh những thần cảnh trí thông, có thể làm vô biên việc biến hóa lớn, hoặc phát sanh thiên nhĩ trí thông, sáng suốt thanh tịnh siêu nhân, có thể như thật nghe tất cả âm thanh các loài hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc phát sanh tha tâm trí thông,
có thể như thật biết tâm và tâm sở pháp của các hữu tình trong 10 phương thế giới, hoặc phát sanh túc trụ trí thông như thật nhớ biết các việc đời trước của hữu tình trong 10 phương thế giới, hoặc phát sanh thiên nhãn trí thông sáng suốt thanh tịnh siêu nhân, có thể như thật thấy biết sắc tượng cho đến nghiệp quả của hữu tình vô tình trong 10 phương thế giới. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào năm thần thông thanh tịnh này thì có thể từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi pháp nghĩa sâu xa của Như Lai, gieo trồng vô lượng căn lành chân chánh thành tịnh, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, siêng năng tu thắng hạnh của Bồ Tát, em căn lành này không cầu quả ba cõi và nhị thừa, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng, hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa quán sắc uẩn cho đến thức uẩn bất khả đắc, nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí cũng bất khả đắc, quán cảnh giới hữu vi bất khả đắc, quán cảnh giới vô vi cũng bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát quán tất cả pháp bất khả đắc nên không tạo tác. Vì không tạo tác nên không sanh, không diệt. Vì không sanh, không diệt nên không thủ, không xả. Vì không thủ, không xả nên hoàn toàn thanh tịnh, thường trụ, không biến đổi. Vì sao? Vì tất cả pháp chư Phật có ra đời hay không ra đời đều an trụ vào pháp tánh, pháp giới, pháp trụ, không sanh, không diệt, thường không biến đổi. Đại Bồ Tát ấy tâm không bao giờ tán loạn, luôn luôn an trụ và tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, như thật quán sát thấy tánh tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, lại đem căn lành thượng diệu